Hai năm qua, thực hiện đồng hành cùng doanh nghiệp, Hà Nội đã nỗ lực phát triển mạnh mẽ để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính, phát triển chính phủ điện tử và được cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thủ đô ghi nhận và đánh giá cao qua sự tăng hạng liên tục của các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính năm 2016-17. Hội đồng doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp cũng đã có những phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, đã có trên 250.000 doanh nghiệp với số vốn đầu tư đăng ký hàng năm khoảng 400.000 tỷ đồng. Sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, của người dân của thủ đô và đã góp phần quan trọng vào những thành tựu nổi bật của thủ đô. Kinh tế liên tục tăng trưởng nhanh và bền vững qua các năm 2016-17 và 6 tháng đầu năm 2018. Cơ cấu theo hướng tích cực và thu ngân sách thành phố đạt năm sau cao hơn năm trước. Đạt được những kết quả nêu trên, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố xin ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự hợp tác của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước, sự quan tâm giúp đỡ tận tình của chính phủ, các ban, bộ, ngành, trung ương và sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân thủ đô trong thời gian vừa qua. Kính thưa quý vị khách quý, quý vị đại biểu, trước yêu cầu của thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, đón bắt cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững, Hà Nội đang đứng trước những thách thức rất lớn cần phải giải quyết như áp lực về gia tăng dân số, về năng suất lao động, quá tải của hệ thống cơ sở hạ tầng, về dịch vụ thiết yếu, về vấn đề bảo vệ môi trường và đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao. Thành phố đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và tích cực đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kinh tế xã hội, thúc đẩy các dự án đầu tư quy mô lớn, liên vùng, quy hoạch phát triển đô thị, vệ tinh và các dự án xử lý ô nhiễm môi trường, xây dựng nền tảng để phát triển thành phố thông minh. Thành phố vẫn kiên định quan điểm, chìa khóa cho sự thành công chính là cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp người dân thủ đô. Các doanh nghiệp đầu tư vào Hà Nội là khai thác thị trường trên 20 triệu dân ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng thủ đô với sức mua tương đối lớn và ngày càng tăng. Các tỉnh thành phố trong vùng đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển nhằm khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh của mỗi địa phương. Và đó cũng chính là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư. Thành phố tiếp tục cam kết thực hiện tốt việc kết nối giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước, kết nối các nhà đầu tư với chính quyền các tỉnh, thành phố trong vùng và với cả nước, cùng đồng hành, hợp tác tạo cơ hội tốt nhất để các doanh nghiệp đầu tư và phát triển. Tại hội nghị này, thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của chính phủ, các ban bộ ngành trung ương, sự tham vấn kinh nghiệm, công nghệ, giải pháp của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà đầu tư, doanh nhân và các chuyên gia trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, bắt nhịp với xu thế của cách mạng công nghiệp 4.0 và lan tỏa mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, rộng hơn trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng thủ đô bằng việc thực hiện các dự án cụ thể trong danh mục dự kiến kêu gọi đầu tư. Bước tiếp của những thành công trong 2 năm qua, tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của người dân thành phố, kiên định mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc kết nối, tạo cơ hội tốt nhất cho các nhà đầu tư và thúc đẩy sự lan tỏa, phát triển của các lĩnh vực kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố và các địa phương trong vùng và cả nước. Với tinh thần đó, tôi xin được tuyên bố khai mạc hội nghị Hà Nội 2018 Hợp tác, Đầu tư và Phát triển.